Sa thú lành thai kính tri ân chú Bát Thánh Án. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Phật, đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ chư tăng. Kính tri ân bà con Phật tử đã cho biết là nghe rõ. Kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm qua là thứ tư nhằm ngày mùng 2 Tết. Chúng tôi có việc phải đi ra khỏi chùa, không có ở trong chùa, thành ra đó là không có giảng được. Nên chúng tôi có nhờ Đại Đức Tịnh Đạt điềm khuyết, nhưng mà Đại Đức Tịnh Đạt cũng bận, rồi Đại Đức Tịnh Đạt mới nhờ Đại Đức Tuệ Nhẫn. Thành ra hôm nay chúng tôi giảng lại bù cho ngày hôm qua. Và vì rằng hôm nay cũng còn Tết, hôm nay mới mùng 3 Tết. Do đó mình còn sống ở trong cuộc đời, cũng còn thân ngũ quẩn, cũng còn va chạm, cũng còn xúc chạm với đủ hạng người ở trong cuộc đời này. Nên các cái phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của nơi dĩ nhiên cái theo đó dựa trên cơ sở lời dạy của Đức Phật. Thành ra trước khi chúng ta bước vào học câu kệ Pháp Cú số 160 này, nhân đây là đầu năm mới, thành ra chúng tôi cũng xin được gọi là chúc Tết. Trước chúng con thành kính chúc Tết đến chư Tôn Đức, là mong rằng trong năm mới này, năm 2022, năm Nhâm Dần, mong chư Tôn Đức Tăng được nhiều sức khỏe, tinh tấn thực hành sa môn pháp, để chứng đắc hay là thành tựu được sa môn quả. Bản thân của mình được hết khổ, rồi làm đối tượng để cho người khác soi rọi và là thửa ruộng màu mỡ để cho người khác gieo hạt. Chúng tôi cũng xin được chúc Tết đến quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Mong bà con chúng ta được dũng mãnh tín tâm, siêng năng tinh tấn thực hiện các thiện nghiệp nhiều hơn nữa, để bản thân của mình hiện tại sống được an lạc, tương lai cũng sống được an lạc. Và nhờ thiện nghiệp đó, làm chỗ nương cho chính mình, chứ không lấy con cái, vợ, chồng, của cải tài sản để làm chỗ nương. Và thiện nghiệp đó, đó mà mình huân tu, mình tạo đạt đến chỗ thù thắng, thù diệu, hoàn hảo, thì lúc đó, đó mình sẽ có được một cái chỗ nương vững chắc. Chỗ nương đó khiến cho mình không còn bị đọa vào bốn đường khổ,
Thì mong quý bà quý cô tu nữ và chư Phật tử chúng ta được đạt được cái điều này ở trong năm này, hoặc là các năm tiếp theo, hoặc là các đời tiếp theo. Chúng tôi chúc Tết vậy đó, xin thưa quý vị. Chứ giờ mà chúc kiểu như người đời đó thì chúng tôi thấy nó sao sao á. Xin thưa với bà con đó, người ta chúc đó là một lẽ, nhưng mà mình có đạt được cái điều người ta chúc không á, lại là một lẽ khác. Và đối với người học Phật á, thì mình phải hiểu trên phương diện nhân quả nghiệp báo nè, trên phương diện tam tướng nè, và rồi đó mình còn phải hiểu nữa, khi mà mình nói ra hay là mình làm gì cho đối tượng đó, thì mình phải hiểu, phải biết được cái đối tượng đó người ta cần cái gì, nền tảng của người ta như thế nào. Từ chỗ đó đó mà mình làm, mình nói cho nó phù hợp với đối tượng đó, thì khi đó lời nói việc làm của mình đó mới thật sự có lời lạc cho đối tượng. Bây giờ ở trong đây đó là có tổng cộng 18 người, chúng tôi đâu có biết thiện nghiệp, bất thiện nghiệp của mỗi người như thế nào, khuynh hướng sống ra làm sao. Thì thành thử ra đó là không thể nào mong muốn hay là chúc cho nó đúng được. Do vậy đó là chúc theo kiểu chung chung vậy. Và cái chúc của chúng tôi đến với bà con Phật tử đó cũng dính giáp đến câu kệ mà hôm nay chúng ta học đây. Đó là cái phần xem như là thủ tục của người đời. Bây giờ chúng ta mới làm cái chuyện của người tu thật sự. Người tu thật sự đó là mình phải học cái phương pháp. Phương pháp ở đây là lời dạy của Đức Phật. Rồi sau khi học xong, cố gắng nhớ, cố gắng hiểu, thực hành theo. Thì khi đó đó mình mới có cái cơ may, cơ hội để trở thành Phật. Trở thành Phật mới là quan trọng. Phật ở đây chúng ta hiểu có ba hạng ha, chứ bà con hiểu Phật mà có một hạng đó thì là khi đó đó bà con sẽ nói cùng nhau học pháp Phật tiếp. Câu với câu kệ số 160. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ: Atta hi atta no na tho. Atta hi atta no na tho. Đoạn thứ 2: Ko hi na tho parosiya. Ko hi na tho parosiya. Đoạn thứ 3: Atta na wa sudante na. Atta na wa sudante na. Đoạn thứ 4: Na thăng la phati du la phăng. Na thăng la phati du la phăng. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 4 từ. Từ đầu tiên atta. Atta. Cái từ này có rất là nhiều nghĩa, xin thưa quý vị. Và mình phải dựa vào cái mạch văn, rồi dựa vào những cái gợi ý, thì lúc bấy giờ mình mới dịch chính xác được cái từ atta này. Thì từ atta ở trong cái câu đầu tiên này nè,
À, mình dịch đó là nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, hay mình dịch gọn đó là nghiệp thiện ác. À, chứ còn chữ Atta này mà mình dịch theo kiểu chung chung như ngài Hòa thượng Tịnh Sự, xin lỗi, ngài Hòa thượng Minh Châu ngài dịch đó, thì ngài dịch đó là ngã hay là tự ngã. Nhưng mà cái chữ Atta này nè, không phải chỉ dịch vậy không. Ngã hay là tự ngã đó là tiếng Hán. Ngã là mình nè, mà tự ngã là chính mình. Nhưng mà chính mình ở đây đó, mình hiểu cái con người của mình nè. Con người của mình đó, thì bà con chúng ta học Phật Pháp đó, thì lúc đó sẽ biết con người của mình là có phần vật chất nè, tức là sắc pháp đó. Rồi phần phần tinh thần hay là phần danh đó. Thành ra cái chữ Atta này có khi đó là chỉ phần phần sắc, có khi là chỉ phần danh, có khi là chỉ gồm chung cả hai, và có khi đó là chỉ đến cái bản thể pháp thôi, sắc pha hoa. Thì bản thể pháp đây đó là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện, tức là hành động thiện hay là hành động bất thiện. Do vậy cái chữ Atta ở cái câu đầu tiên này mình dịch ra là nghiệp thiện ác. Từ thứ hai, hí là một bất biến từ, có nghĩa là thật vậy, đúng vậy, quả vậy. Từ thứ ba, Atano. Atano này nè, bây giờ mình mới dịch ra là chính mình hay là của mình. Chính mình của mình tức là của cái thân ngũ quẩn này luôn đó. Từ cuối cùng, na thô, na tháp chia theo chủ cách số ít, thành ra nó có cái hình thức là na thô. Na thô có nghĩa đó là điểm tựa hay là chỗ nương. Điểm tựa là chỗ nương. Mình cũng có thể dịch ra là phao cứu sinh cũng được. Đoạn thứ hai chúng ta thấy có năm từ. Từ đầu tiên, cô đây là một nghi vấn từ, tức là một cái từ để hỏi. Chữ cô này đi với chữ paro, là người nào khác, cái gì khác. Từ hí cũng là một bất biến tự, như khi nãy chúng ta đã lấy nghĩa là thật vậy, đúng vậy, quá vậy. Đến từ tiếp theo, na thô. Na thô chúng ta đã lấy nghĩa trên rồi, điểm tựa chỗ nương. Từ tiếp theo nữa, paro. Paro là para chia theo chủ cách. Cô paro. Paro đó, para là người khác, cái gì khác. Thì cô paro đó là hai cái từ này đi chung để thành lập nên cái câu hỏi. Người khác, cái gì khác. Siya là động từ to be. Động từ to be có nghĩa là thì là mà. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy chỉ có hai từ ha. Atana quá. Atana quá.
À, đây là một hợp từ chúng ta tách ra. À, Atana cộng với là quá hoặc là ê quá cũng được. À, quá hoặc ê quá ở đây đó, à, mình hiểu theo hai phương diện. Một là từ thêm vào để cho đủ âm, vì đây là thể kệ. Thứ hai, đây là một cái từ nhấn mạnh, à, chỉ cho cái nghĩa nhấn mạnh thôi. Thành ra chúng ta cũng không có cần dịch cái nghĩa của từ quá hoặc lệ quá này, à, mà chúng ta lấy cái chúng ta chỉ cần hiểu nghĩa cái từ là Atana và là Sudantena. À, thì Atana đó là Atta mà chia theo cái cách thứ ba số ít. À, nó đồng cách đồng số với cái chữ Sudantena ở đằng sau. À, thì cái chữ Atta đây nè, xin thưa quý vị, bây giờ mình lại dịch cái khác nữa, mình dịch theo kiểu khác nữa. Đó là cái chữ Atta này nè, bây giờ mình dịch đó là cái tâm. À, là bởi cái tâm. Cách thứ ba đó mình dịch là do bởi với bằng theo, thêm giới từ vô đó. À, từ sau su đàn tề nã là su đàn tá mà chia theo cách thứ ba số ít, thành ra nó có cái hình thức là e nã. À, su đàn tá nếu mà mình phân tích ra nữa thì là su cộng với là đàn tá. À, su là khéo léo nè, đàn tá đó là điều phục. Điều phục, chế ngự. À, thành ra su đàn tá đó là khéo điều phục, khéo chế ngự. Atana wa su đàn tề na là khéo điều phục hay là khéo chế ngự cái tâm. À, chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy có ba từ. Yeah, có ba từ. Từ đầu tiên na thăng. Na thăng là na tha mà chia theo đối cách số ít. Thành ra nó có cái hình thức là na thăng. Ở trên chúng ta thấy na thô là chia theo chủ cách số ít. À, thành ra na tha, à, na thăng, na thô đó, à, đều đồng nghĩa là điểm tựa, chỗ nương. À, la pha tí là động từ, à, chia theo ngôi thứ ba số ít. La pha tí có nghĩa là có được, đạt được. À, từ cuối cùng đu lơ phăng. Đu lơ phăng đây là một hợp từ chúng ta tách ra đu cộng với là lá phát. À, lá phát là danh từ của lá phát tí. À, thành ra lá phá đó là đạt được, có được. À, mà chữ đu đó thì nghĩa ngược lại. À, là khó, à, dở, ác. Thì trong trường hợp này mình dịch là khó. Dullapha là khó đạt được. À, thành ra nguyên câu này ha, na thăng la pha tí dullapha, à, thì mình dịch ra là có cái chỗ nương khó có được, hay là có cái chỗ nương khó đạt được. À, chúng ta cùng nhau dịch trà văn xuôi. Thí thật vậy, ác ta nghiệp thiện ác. Ác ta nô na thô là chỗ nương của chính mình.
chỗ nương của chính mình. Rồi đoạn thứ hai. Hi là đúng vậy ha. Cô Paro, cái gì khác hay là ai khác? Sĩ gia là Na Thô, chỗ nương. Cái này là cái câu hỏi đó. Thành ra nếu mình dịch ngược lại đó, mình dịch ngược lại đó thì là không ai khác hay là không cái gì khác là chỗ nương cả. Còn nếu mà mình dịch theo cái câu hỏi đó là cô Paro cái gì khác, ai khác, Sĩ gia là Na Thô, chỗ nương, chấm hỏi. Atana Vasudante na, do hay là bởi sự khéo của cái tâm. La Phati, nên đạt được hay là có được. La Thăng, Na Thăng, chỗ nương. Đun La Phăng, khó có được. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 160. Kính tri ân cô Rạng Đông, rồi một cái nữa là Gospel đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 160. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Tức là học về duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Arahamato Phakawa Bhutang Phakawantang Afiwademi Svakato Phakavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakavato Savaka Sangho Sanghang Namami Namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo pháp sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại râm Pháp Cú Kinh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học câu kệ Pháp Cú số 160. Câu kệ này nằm trong phẩm Atthawakka, phẩm Tự Ngã. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chê Táu Á Ná, đề cập đến người mẹ của trưởng lão Kumara Kassapa. Mẹ của trưởng lão Kumara Kassapa thì trước khi làm mẹ đó đã là một thiếu nữ, con nhà gọi là cũng là gia giáo. Cô này
Nói theo cái quan điểm nhân bản nghiệp báo đó, của Phật giáo đó, thì cô này cổ tu lâu rồi, cổ đã gieo cái nhân xuất gia lâu rồi, từ thời Đức Phật Padmasambhava lâu lắm, và trở thành một cái thường cận. Thành ra khi mà cổ lớn lên còn thiếu nữ thôi thì cổ đã có cái ước muốn là xuất gia rồi, đi đi tu rồi, chứ không có thích sống đời sống thế tục. Khi mà ở nó có lễ hội rồi này kia thì cô này cổ cũng không có ham mê, không có vui, tết giấc rồi vậy đó cũng không có màng, không có bận lòng lắm, mà thấy rằng đó nó có cái vẻ gì đó hơi tẻ nhạt, rồi là bận rộn, rồi là tốn kém, rồi là vô bổ. Cổ muốn sống đời sống xuất gia thôi, sống đời sống độc cư viễn ly hay là độc cư thanh tịnh. Cổ xin cha mẹ nhưng mà cha mẹ không cho. Bắt đầu đó là lớn lên cái cha mẹ gả chồng, thì làm con áo mặc sâu qua khỏi đầu cho nên phải nghe lời cha mẹ, lên xe qua về nhà chồng. Thì cũng may thay, xin thưa quý vị, là quá khứ đó cô này cổ gieo cái nhân xuất gia, nhưng mà không có mình không có phải chỉ gieo một cái nhân xuất gia, mà mình hiểu đó cô này cổ tạo thiện nghiệp. Thì thiện nghiệp ở đây đó bà con chúng ta hiểu rộng ra ha, bố thí cũng là thiện nghiệp, giữ giới cũng là thiện nghiệp, tu tiến cũng là thiện nghiệp, cung kính cũng là thiện nghiệp, nói lời dịu ngọt cũng là thiện nghiệp. Thì thiện nghiệp có nhiều loại vậy. Thì mỗi một lần mà cô này cổ tạo đó, đó là cổ cố gắng hướng đến cái sự hoàn hảo của nghiệp thiện đó. Chính vì vậy đó mà khi cái nhân xuất gia đến thời kỳ trổ quả đó, thì nó cũng trổ quả được xem như đó là cũng suôn sẻ. Mặc dù đó lúc còn ở với cha mẹ thì là cũng có cản trở chút, là cha mẹ không cho. Nhưng mà khi đi lấy chồng đó thì bắt đầu đó là cổ xin chồng đó, thì ông chồng nghe nói vợ muốn đi xuất gia cái là ông quan hệ ok liền, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho cổ được đi tu. Thì xin thưa quý vị đó, khi mà cái quả đổ cho mình mà không có bị cản trở, không có bị mình gọi ra là dướng mắt theo quất khúc chi chi cả đó, thì điều đó có nghĩa đó là khi mà mình tạo cái nghiệp thiện đó, mình không có gây cản trở, không có làm tổn thương phương hại đến bất kỳ ai cả, thì khi đó đó cái quả lành quả thiện nó trổ cho mình hoàn hảo vậy. Cô này được chồng cho phép đi xuất gia cho nên đó là đưa cổ đi vào trong đi viện để xuất gia làm tỳ kheo đi. Nhưng mà không có may là vào cái thời cổ đi tu đó, thì tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa đã chia rẽ tăng rồi, thành lập ra xem như đó là một cái tăng đoàn riêng, và cô này đi đến tu ở đó, trở thành một vị tỳ kheo ni nhưng mà dưới trướng của tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa. Và khi mà cổ đi tu đó thì xin thưa quý vị đó, lúc chuẩn bị đi tu đó thì cổ cũng đã có sống đời sống vợ chồng đó, do đó có thai rồi thì mới đi tu mà cổ không có biết. Sau khi xuất gia trở thành tỳ kheo niên thời gian cái bắt đầu cái bụng nó to lên, lúc đó đó là chị em phát hiện ra mới hỏi cổ, nói là cô đã phá giới hay sao đó. Thì cái cô này cổ trình bày thiệt, cổ nói giới hạnh của cổ rất là ok nghiêm chỉnh, nhưng mà cổ không biết tại sao cái bụng cổ to vậy. Cái người ta mấy người khác mới trình bày lên tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa, thì tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa đó là chỉ nghĩ lợi ích cho mình, cho hội chúng của mình thôi,
không có muốn người khác người ta sầm xì bàn tán rằng ở trong cái hội chúng của mình có tỳ kheo ni bụng mang giả chữa vậy. Cho nên là không có cần suy nghĩ đắn đo chi chi cả mà ra quyết định trục xuất cô này liền. Thì cô này cổ nói đó, khi cổ đi tu đó thì cổ đọc là bút thăng sa ra năng gạch cha mi thăm măng sa ra năng gạch cha mi sang thăng sa ra năng gạch cha mi, chứ cổ không có đọc đó là đê qua đát tăng sa ra năng gạch cha mi. Tức là cổ tu theo Phật, tu theo Pháp, tu theo Tăng, chứ cổ không có tu theo Đề Bà Đạt Đa. Giống như là mình quy y đấy, xin lưu ý là mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng mà, chứ mình đâu có phải là quy y một cá nhân nào đó. Do đó đó là cá nhân đó không thể nào có cái quyền là trục xuất mình được. Cái cổ mới nhờ các chị em của mình đưa mình đến gặp Đức Thế Tôn để nhờ Đức Thế Tôn ngài phân xử. Thì cổ được đưa đến gặp Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đó ngài mới triệu tập vua Ba Tư Nặc nè, triệu tập ông trưởng giả cấp cô độc nè, tiểu trưởng giả nè, rồi bà Visakha nè, rồi các đại gia, đại tín nữ, đại phú hộ, đại thiện nam, đại tín nữ, vân vân. Và ở phía người tu đó thì Đức Thế Tôn ngài triệu tập trưởng lão Upali. Nhờ những cái người này nè phân xử. Thì lúc bấy giờ trưởng lão Upali đó mới nhờ bà đại tín nữ Visakha trong cái kinh nghiệm của mình đó khám xét xem coi cô này cổ có thai trước hay là khi đi rồi thì có. Dùng thai trước khi cổ đi tu chứ không phải là đi tu rồi mới có thai. Điều đó có nghĩa rằng cô, cái giới hạnh của cô này đó là ok, không có lấm lem, không có bận nhơ, không có đứt đoạn chi cả. Tôn giả Upali nương theo đó cho nên tuyên bố rằng cô này trong sạch, không có bị phạm cái tội parachik, phạm tội trục xuất. Do đó cô này cổ không có bị trục xuất. Thì sau sự kiện đó cô này đã trở về cấp liêu của mình để tiếp tục tu hành. Thì bụng càng ngày càng lớn, thành ra sanh con. Thì khi mà sanh con thì cổ nuôi luôn. Thì một lần nọ vua Ba Tư Nặc đi ngang qua nghe tiếng khóc cho nên hỏi những người trong nhà. Thì những cái người đó mới cho biết đó là đó là tiếng một đứa bé trai con của một cái vị tỳ kheo ni hôm trước mà đã được phân xử đó. Cái vua thấy cái trường hợp này là không có thỏa đáng, không có tốt đẹp cho người tu hành. Do đó đó vua mới xin đem về hoàng cung nuôi. Thì cậu bé này lớn lên rất là thông minh, cho nên chơi chung với những đứa trẻ khác, nó chửi nó nói mình đường đường có cha có mẹ vậy đây mà chơi lại chơi thua một cái đứa không có cha mẹ chi cả. Đó thì cái cậu bé đó đó, xin thưa quý vị, cậu bé đó được đặt tên đó là Kassapa. Giờ rồi các cái vú nuôi ở trong cung đó, thấy cậu bé bé dễ thương vậy đó cho nên mới thêm vô một cái từ nữa là Kumara. Kumara là đứa bé. Đứa bé. Cái cậu bé này mới đi đến gặp vua hỏi, nói phụ vương ơi. Mấy đứa kia nó nói con không có cha không có mẹ, phụ vương cho con biết đi cha mẹ con là ai. Mới lần đầu đó là đức vua nói những cái bà vú đó là mẹ của con đó.
Nhưng mà xin thưa quý vị đó, đây là một bậc đại trí, thành ra đó là cái hiểu biết có thể nói đó là hơn người bình thường. Thành ra cậu bé này đó, cậu mới nói ở trên cuộc đời này chỉ có một mẹ thôi chứ đâu mà ra nhiều mẹ vậy. Vua cha nói thật cho con biết đi. Cái vua biết đây là một người gạt được đâu. Do đó vua mới nói thật, à mẹ của con là một vị tỳ kheo ni đang ở trong chùa. Thì lúc đó kinh cảm trí khởi lên cho cậu bé này ngay. Mình sinh ra cái đó là không có được gần gũi cha mẹ. Quý vị thấy đây là một cái khiếm khuyết không? Đây là một cái thiếu phước. Nếu mà mình có phước đó là được có đầy đủ ông bà cha mẹ. Ông bà cha mẹ đó là cái điểm tựa, là cái chỗ nương. Bây giờ mình thiếu hết, vậy là mình thiếu phước rồi đó. Mà thiếu phước như vậy đó thì là khổ hơn những người có phước. Thì cậu này nhận ra được ở cái chỗ này và cảm thấy chán nản đối với cuộc đời này, cho nên xin vua cho đi tu. Thì vua là một người rất là sùng đạo, có tín tâm mãnh liệt đối với Tam Bảo, cho nên khi nghe cậu bé này xin đi tu là vua ok liền. Đưa cậu bé này vào chùa cho đi tu. Lên 20 tuổi cậu bé này được thọ giới tỳ kheo. Thọ giới tỳ kheo xong thì xin đề mục từ nơi Đức Phật đi vào rừng để hành đạo. Nhưng mà vào rừng hành đạo không có tiến bộ, không tiến hóa, không có thành tựu được cứu cánh đời sống tu. Thì nếu mà đứng trên góc độ nhân quả nghiệp báo thì mình hiểu là cái quả chưa có đến thời trổ cho cái vị này. Hay nói cách khác hơn đó là cái điều kiện hỗ trợ để quả sa môn phát sanh lên cho cái vị này đó chưa tới thời. Thành ra đó là bây giờ gọi là vị tăng tỳ kheo rồi, là tỳ kheo Kumara Kassapa đó. Định đi về chùa đảnh lễ Đức Thế Tôn để trình bạch lên những cái khó khăn trong việc tu hành đó của mình đó, thì mất Đức Thế Tôn để từ đó đó mà mình có thể hiểu thấu được lời dạy của Ngài, rồi nương theo đó tu hành thì mình sẽ có được cái tiến bộ. Ở trên đường đi về, vị này ghé vào cái rừng gọi là rừng mù, nghỉ 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 lại, rồi mai đó đi về chùa. Thì trong đêm đó vị này đã được một vị Phạm Thiên là bạn thời quá khứ của mình, bạn thời kỳ Đức Phật Kassapa, cũng là bạn tu hành với nhau. Thì vị Phạm Thiên này đó mới hiện ra ha. Chỉ cho cái vị tỳ kheo Kumara Kassapa này đó một loạt những câu hỏi, và kêu cái vị tỳ kheo này đó là về hỏi Đức Thế Tôn những cái câu hỏi này. Đức Thế Tôn ngài trả lời như thế nào đó thì y cứ theo đó thì sẽ có được kết quả. Một loạt những cái câu hỏi này được ghi lại ở trong bài kinh Gò Mối, ở trong trung bộ kinh đó xin quý vị. Thì mình hiểu đó ha, là đời xưa kiếp trước đó vị này cũng đã tu theo cái bài kinh đó, nhưng mà chưa có thành tựu. Thì bây giờ đó mình mà học, mình đọc lại cái bài kinh này nữa, thì vì mình đã học mình đã đọc rồi, thành ra bây giờ mình học mình đọc lại đó, thì theo quý vị mình có mau hiểu hơn không, mình có hiểu nhiều hơn không, mình có hiểu sâu hơn không, dễ dễ hiểu nhiều hơn, dễ hiểu sâu hơn, tại vì mình đọc rồi mà. Cho nên đó là vị này đem những cái câu hỏi đó về hỏi Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn người trả lời.
hết một loạt những cái câu hỏi đó. À, thì câu hỏi cuối cùng vừa dứt thì vị này cũng chứng đắc luôn đạo quả A La Hán. À, chứng đắc luôn luôn, luôn đạo quả A La Hán, tức là thành tựu cứu cánh đời sống tu hành. Người mẹ khi đưa cho vua đem về hoàng cung nuôi ha, thì bà ta vẫn cứ theo dõi mãi, cho đến khi biết con đi tu ha, cũng có theo dõi, rồi khi mà con đi dạo trong rừng hành đạo cũng theo dõi. Cho nên khi mà biết được con về đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi là về kỳ viên đó, thì tình mẫu tử, cái sự quyến luyến giữa mẹ con đó thì mạnh lắm. Do đó đó mà bà ta tìm cách để gặp. Thì một lần nọ ha, trưởng lão đang đi trên đường, rồi bà cũng đang đi trên đường, bà mới gặp. Đó thì khi thấy trưởng lão một cái đó là bao nhiêu cái tình thương yêu mẫu tử đó bị dồn nén ở trong lòng giờ nó trỗi dậy. Cho nên đó, bà ta định bụng là chạy thật nhanh đến ôm con mình một cái cho nó đã. Thì không may á, là người nữ họ mặc y đó, xin thú gì nó dài lắm, che đến cái mắt cá luôn. Do đó đi đứng phải là chánh niệm tỉnh giác lắm, chứ còn mà đi mà hơi dễ vui một tí đó, là dễ bị đạp cái chéo y đó. Đó thì bà ta hấp tấp vậy đó, cho nên là dắt chéo y té. Té mà không đau, xin thú chị, cái này chắc cái tâm trạng của bà con Phật tử mà làm mẹ này có thể có được cái tâm trạng cảm giác này. Lồng con ngồi dậy đi tiếp đến. Thì trưởng lão lúc này đó là gọi là trưởng lão rồi này, xin thưa quý vị, trưởng lão Kumara Kassapa. Trưởng lão này là trưởng lão do pháp tác thành, tức là cứ ai mà thành tựu được cứu cánh đời sống tu hành thì đều được gọi là trưởng lão cả. Và trưởng lão này trưởng lão thật mà. Trưởng lão này là trưởng lão ok, trưởng lão hoàn hảo. Trong trưởng lão mà tóc bạc rồi này kia kia nọ là cũng chưa ok. Thấy biết mẹ mình từ xa đi đến, với tâm từ tâm bi, với tứ vô lượng tâm tự nhiên của một bậc A La Hán, thương mẹ, tế độ mẹ. Cho nên đó là ngài hiểu, nếu mà dùng những cái ngôn từ ngọt ngào dễ nghe đó, thì lòng luyến ái của bà mẹ này sẽ tăng mạnh nữa. Bây giờ làm sao đó để cho bà ta cảm giác như hụt hẫng, con cái không phải là cái chỗ nương. Làm cho bà ta gần như bị một cú sốc mạnh ở trong cuộc đời vậy đó, thì qua đó bà ta mới tỉnh ngộ ra, bà ta mới tu thành chánh quả được. Cho nên đó, trưởng là bà ta đến định ôm chầm lấy trưởng lão, nhưng mà trưởng lão đó thì nói những cái lời mà mình nghe nó cũng hơi đối với người đời của mình á, người phàm á, nghe cũng hơi khó nghe. Ngài nói này, bà tu nữ, bà tu để làm cái chi thế? Tại sao bà đã xuất gia rồi mà không cắt đứt cái câu nói này? Giống như đó là dội một cái gáo nước lạnh vào bà tu nữ này.
con ha, nói với mẹ, mẹ nói mình vậy, trong khi đó mình mang nặng đẻ đau nữa ha. Rồi là gì, mình nhung nhớ biết bao lâu nữa, giờ gặp lại cái con quất trong câu vậy. Giống như là bị tạt gáo nước lạnh vào trong trong mặt. Bà ta không tin vào tai của mình chứ, tôi nghĩ. Và hỏi đi hỏi lại tới 3 lần thì ngài cũng trả lời giống vậy. À, thì lúc đó, đó bà tỉnh ra liền. À, tỉnh ra liền. À, thì khi mà tỉnh ra được có nghĩa là cái gì xin thưa chị? Cái sự ái luyến à, đối với con đó, nó giảm và gần như đạt đến chỗ không còn. Đó thì khi mà cái sự ái luyến tình thương đối với con không còn tha thiết, không còn mãnh liệt vậy đó, thì chắc có lẽ cũng nhận ra, cũng hiểu ra à, con không còn là cái chỗ nương tốt đẹp của mình nữa rồi. Bây giờ mình ráng tu hành à, qua cái công phu tu hành đó của mình sẽ là cái chỗ nương vững chắc cho mình à, cho nên bà về bà tinh tấn siêng năng à, tu tập và xin thưa quý vị, bà đã thành tựu được cứu cánh đời sống tu, tức là thành tựu được quả A-la-hán ngay trong đó luôn. A-la-hán ngay trong đó luôn. À, thì đó là cái câu chuyện của hai mẹ con trưởng lão Kumara Kassapa. À, thì cái câu chuyện đó được chư tăng bàn tán xôn xao rằng hai mẹ con cái duyên lành chứng đắc đạo quả vậy à, nhưng mà tại sao đó là sống phải xa cách vậy, rồi là gì đó à, người này làm điểm tựa cho người kia làm điểm tựa cho người nọ, không có không có được à, là ra làm sao à, cái Đức Thế Tôn ngài mới kể về cái câu chuyện quá khứ. Mà câu chuyện đó được trình bày ở trong Cha Tắc Á chương 1 phẩm giới tiền thân ni Nirodha Migga, tức là chuyện tiền thân về con nai Nirodha. Quý vị có thể tham khảo đọc ở trong đó. Rồi sau đó đó Đức Thế Tôn ngài mới dạy ngài nói nhờ cái việc mà đoạn bỏ được cái tình mẫu tử đó à, cho nên đó là cái vị trưởng lão ni nè à, đã tự mình khiến cho mình giác ngộ được chánh pháp. Này các tỳ kheo, người nào mà nương cậy hay là nương tựa kẻ khác à, thì không thể hy vọng sẽ sanh lên cõi trời hoặc sẽ chứng đắc đạo quả. À, bởi vậy cho nên à, mình hãy là cái chỗ tựa của mình à, chứ ai đâu khác sẽ làm cái chuyện đó à, nói vậy xong cái Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên câu kệ Atta hi atta no na thu Cô hi na thu paro si ya Atta na hi su đàm tề na Na thăng la phát thiết đu la phăng. Câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ 5 chữ: tự mình y chỉ mình khác nhờ khéo điều phục mình được y chỉ khó được. Còn ngài Hòa thượng Giới Đức thì dịch là tự ta nương tựa cho ta, có ai y chỉ gần xa mà cầu, tự mình điều phục làm đầu, y chỉ khó được, tu lâu thành toàn. À, rồi chúng tôi có dịch văn xuôi nữa xin thưa quý vị. À, mà chúng tôi nghĩ bà con chúng ta đọc cái phần văn xuôi đó thì chắc là dễ hiểu hơn. À, thì đây là 3 cái bản dịch nè. À, rồi là cái phần gợi ý qua câu chuyện mà chúng tôi kể cho quý vị đó. À, thì qua đó à, chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali mà Đức Phật ngài dạy. Hiểu càng rộng
càng sâu chừng nào thì chúng ta dễ dàng ứng dụng thực hành theo nhiều chừng đó. Có thực hành theo nhiều thì chúng ta sẽ có được cái phước nhiều, thực hành theo ít thì có phước ít. Và khi mà thực hành theo, sống theo lời dạy của Ngài đó, thì có nghĩa đó là chúng ta đang tạo ra thiện nghiệp. Đang tạo ra thiện nghiệp. Bây giờ chúng tôi với quý vị cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali này. Hai câu đầu Đức Thế Tôn Ngài dạy Atta hi atta no na tho ko hi na tho parosiya. Hai câu này mà mình dịch theo văn xuôi đó, thì là nghiệp thiện ác là điểm tựa, là chỗ nương cho mình. Không có ai khác, không có cái gì khác là điểm tựa, là chỗ nương cho mình cả. Thì hai câu này nè ha, giờ mình dựa vào duyên sự nè để mình hiểu nè. Người mẹ đó sinh một cái gia đình gia giáo nè, có cha có mẹ nè. Một tiểu thơ đấy xin thú chị, thì có cha có mẹ đó, mình hiểu đó là có cha. Nếu mà mình có cha có mẹ tức là có luôn cả thân bằng quyến thuộc, thì ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc có phải là bóng mát không xin thú chị? Bóng mát của mình, thì bóng mát đó cũng là cái chỗ nương cho mình. Nhưng mà thử hỏi bà con này nha, có ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc đó đó là quả hay là nhân? Xin thưa đó là quả. Quả, thì để có được cái quả đó buộc lòng mình phải tạo cái nhân tương ứng thì mình mới có được ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc.